Trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Hôm nay lên cho anh Gấu ha, anh Gấu ở Cái Bè Tiền Giang. Con sắm bầu bên trên lòng bên phải ngoài cùng ha. Anh em phẩm cái giọng nữa coi. Lớn không ha? Con này thì kẹp giữa nó không có. Đấy. Đó. Không ngán à, không ngán con nào ha. Con bên thì âm thổ đồng ha, còn con này thì nó thổ mà nặng tiếng nè. Chim gáy nhiều quá loãng tiếng. Chung mấy con này về nhà mới thì nó phải thích nghi quen chỗ lại rồi nó mới chơi mầm được chứ. Con này em mới lên lòng cách đây cỡ 3-4 ngày thôi chứ chưa có lâu thôi. Rồi đó lộn. Tướng tá pin không ha, tung lòng cũng vừa phải thì chim này nhốt trong hộp chứa mà. Để cho xuống cho nó khách quan ha, cầm trên tay đó cơm đồ này kia để bắt ra luôn. Rất bự ha. Lòng miễn gãy đuôi ha, bao trống ha. Con này thì cái móng này nó bị ngoài biên nó bị ấy rồi. Khỏi cần đập dấu luôn. Lúc mà nhỏ nó bị kẹt cái lòng á. Không lấy nét được ra. Đó. Chân nó bị cua vậy thôi chứ cua móng biên ha. Rồi bây giờ thả vô lại. Đâm giống kiểu sấm bầu hũ sấm vậy thôi. Em không rành lắm nhưng mà nghe nó tiếng nó nặng tiếng vang. Rồi. Hẹn em ở clip tiếp theo nha, bye bye.